Chào các bạn nha. Hôm nay mình làm một cái video sơ lược về cái dòng chim công Ấn Độ này để cho các bạn hiểu biết hơn về về cái dòng này, cái tập tính hay là cái đặc tính của nó như thế nào để các bạn tham khảo xem là có nuôi kinh tế có hiệu quả hay không nha. Thì dòng chim công Ấn Độ này á, nó trưởng thành vào độ tuổi là 2 tuổi. Con mái 2 tuổi là nó bắt đầu nó đẻ trứng nha các bạn, còn con trống 2 tuổi là nó ra lông đuôi. Nhưng mà cái độ thuần thục nhất của nó là của con trống là vào khoảng 3 năm tuổi là nó đạp mái là chuẩn nhất. Còn ở cái tuổi thứ hai á, thì cũng hên xui nha các bạn. Tại con trống mới lớn ở cái mùa đầu tiên nó đạp mái thì có thể cái tỷ lệ đậu nó không có cao nha các bạn. Còn con công mái á, một năm nó đẻ trứng có một lần nha các bạn, một mùa thôi. Một mùa nó đẻ là từ 15 tới 17 trứng. Ai mà có nhu cầu dinh dưỡng tốt cho nó thì nó đẻ có khoảng 20 trứng. Nhưng mà bình thường mình không khuyến cáo mà cho ép chim công nó đẻ nhiều quá nha các bạn. Nó sẽ suy hơn công mái. Con trống thì nó nặng tầm khoảng trứng con trống trưởng thành nó nặng tầm khoảng từ 7 tới 9 kg nha. Có con nếu càng trưởng thành càng lâu năm thì nó sẽ nặng hơn nha các bạn. Con mái thì tầm từ khoảng 6 tới 8 kg đó, nó cái tầm khoảng đó nha các bạn. Thì hôm nay mình sơ khảo cho các bạn để các bạn nắm được cái con công, cái đặc tính của con công nó như thế nào nha. Thức ăn của nó thì cũng là các loại hạt và cám thức, đồng thời bổ sung các loại rau xanh, trái cây cho nó để cho nó đủ dinh dưỡng. Khi mà sau mùa sinh sản ấy, thì con trống nó rụng hết lông đuôi nha các bạn. Lông đuôi nó sẽ rụng hết luôn. Thì lúc đó mình sẽ phải bồi dưỡng cho nó rất là nhiều nhé. Bổ sung vitamin, rồi các loại khoáng chất, với lại protein giống như sâu dế để cho nó mọc lại cái lông đuôi nha, cho nó đẹp. Còn các bạn nào không đáp ứng nhu cầu để cho nó mọc lông đuôi á, thì con đó chim nó sẽ rất là yếu nha các bạn. Nó sức khỏe nó sẽ không tốt đâu các bạn. Lúc mà giai đoạn mọc lông đuôi, cái nhu cầu mà các chất dinh dưỡng của nó là rất là cao nên là mình chú trọng cái giai đoạn đó. Còn con mái này á, thì sau cái mùa sinh sản, nhất là sau mùa sinh sản, khi mà nó sinh sản xong á, nó cũng sẽ thiếu rất là nhiều chất, nhất là canxi hay là protein. Các bạn bổ sung thêm cho nó nha, cũng bổ sung thêm các loại thức ăn mà có nhiều canxi á, sâu dế hay là vỏ trứng gì đó, trứng gì đó. Ngoài các loại hạt cám thức thì mình sẽ bổ sung cho nó thêm như vậy nha. Và các loại vitamin tổng hợp để cho nó bổ sung đầy đủ chất sau mùa sinh sản. Thì ở đây mình thấy có nhiều bạn nuôi cũng có nói với mình là sau mùa sinh sản, con công mái của họ có con, rất nhiều con nó bị bệnh. Rất nhiều người có bị chim công mái bệnh nha. Bệnh dẫn thậm chí nó dẫn tới chết luôn á. Là do không có bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng kịp thời cho nó. Nên là sức đề kháng nó xuống, nó dễ nhiễm bệnh thì nó sẽ chết thôi các bạn. Các bạn chú ý điều đó nha. Thì cái dòng này á, là cái dòng rẻ tiền nhất trong các loại chim công các bạn. Dòng Ấn Độ này này. Thì có nhiều dòng khác nữa, giống như là chim công ngũ sắc, chim công trắng, hay là các loại chim công Thái, chim công má vàng. Thì mấy loại đó là giá trị cao nha các bạn. Giá trị cao hơn cái loại chim công Ấn Độ này rất nhiều. Này là dòng thường nhất này, bình thường nhất này. Đó. Thì bình thường các bạn nuôi chơi, nuôi sinh sản hay nuôi kinh tế thì nuôi dòng này cũng được, cũng gọi là bình thường nha. Chứ không có giá trị cao dữ đâu. Còn các bạn nhắm có kinh tế, điều kiện kinh tế thì nên đầu tư các loại chim mà có giá trị cao hơn, giống như công trắng, công ngũ sắc thì giá trị kinh tế nó cao hơn nhá. Mình thì mình ở nhà mình vừa đi làm vừa chăm nuôi nên là mình chỉ nuôi dòng Ấn Độ này thôi, chứ mình không có đi vào cái dòng mắc tiền kia nha. Sau này thí dụ có điều kiện mình cũng nâng cấp cái dòng này lên, mình sẽ nuôi thêm ít công trắng, công ngũ sắc nha các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ một số cái đặc tính của chim công Ấn Độ để các bạn xác định xem là có nên nuôi kinh tế hay không nha. Đó, thì một năm nó đẻ một lứa, một mùa thôi. Mà một mùa nó đẻ từ 15 tới 17 trứng. Các bạn nhắm chừng có nuôi được không nha. Nuôi kinh tế có thuận lợi hơn, có thuận lợi không.
mình nuôi cả năm trời đó, chỉ phụ thuộc vào một cái mùa sinh sản của nó thôi, nếu mà nuôi kinh tế đó. Rồi chào các bạn, mình xin kết thúc video đây ha. Nếu các bạn thấy video hay hữu ích thì nhớ like, đăng ký, chia sẻ kênh giúp mình nha, để mình tiếp tục phát triển kênh. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.